Chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu các bác cây chuông vàng. Đây là một loại cây mà sẽ là một cây rất hot trong thời gian tới. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất là cây nó sinh trưởng rất tốt ở miền Bắc và các tỉnh khác nhau chứ không phải mỗi miền Bắc. Cái thứ hai nữa là hoa nó rất là đẹp. Cái thứ ba là một cái cây đô thị, nó phù hợp cho sân vườn này, đô thị, rồi là trong gia đình chúng ta chơi cũng rất là tuyệt vời, cây rất là khỏe. Giờ em đang triển khai số lượng lớn cây chuông vàng đây, bác nào mà quan tâm thì inbox gọi điện. Cây cao trên 40 phân. Trên 40 phân. Đây, các bạn nhìn này. Cây nó rất là sung, khỏe luôn. Màu hoa cũng rất là đẹp luôn. Các bác nào quan tâm thì hãy liên lạc với em qua số điện thoại là 0982 786 836 và kết bạn Zalo với em là 09712 86303. Rất là đẹp, trong bầu, bác về bác chỉ trồng thôi. Bác trồng là ok. À, xin cảm ơn các bác nhé.